Xin chào bác đã quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, kênh mua bán và đánh giá những chiếc xe đạp thể thao chính hãng nhập khẩu. Video ngày hôm nay em lên cho các bác chiếc xe Gian XTC 800, một thương hiệu xe mà nó đã quá quen thuộc với tất cả các bác chơi xe cũng như là những người ít tiếp cận đến xe đạp thì cũng gần như là biết cái hãng này, một hãng quốc dân trong xe đạp. Mẫu Gian XTC này nó gần như là mẫu quốc dân và là cái mẫu mà bán chạy nhất cửa hàng em. Vì được trang bị bộ bánh là 27,5 inch đều DOG cao cấp và giá thành thì chưa đến 10 triệu. Khung nhôm Sóc Sơn nguyên bản, đồ là nhập khẩu nguyên chiếc, nguyên bản chính hãng. Tổng thể chiếc xe như các bác thấy trên hình là còn cái độ mới nó rất là cao, chỉ một vài vết xước nhỏ do là quá trình sử dụng với cả là xe bãi không thể tránh khỏi. Đấy, còn về lớp sơn thì các bác thấy trên hình còn là rất là mới và đẹp. Trang bị bộ đề DOG, đặt đĩa DOG, đùi đĩa trục rỗng, về phần ghi đông thì cũng được trang bị bộ tay bấm DOG, phanh dầu Shimano và khóa hành trình giảm xóc trên tay lái. Bánh 27,5 inch vành Mavic của Pháp. Và bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 42 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 57 cm. Xe là size S, size S, size cho người từ 1m6 đến 1m7 đi là phù hợp. Tầng lít và 3 tầng đĩa và 30 tốc độ. Giá bán của chiếc xe bên em đang bán với mức giá là 9 triệu 8 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm về chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 09943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận thêm được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe mà bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.